Thanh này, ai ghẹ 45 kia? Ai ghẹ 45 kia? 200.000 một cân đâu, như 250 rồi. 250 một cân đấy. Rẻ, 250 rẻ. Mẹ 250 quá rẻ luôn. Lộc hay ăn, Lộc hay ăn này, ngày là Lộc hay ăn. Mọi người cũng nghỉ mà. Bạn nhanh mà về chứ đây. Không. Có ai nói em view hôm nay là gì không? Biết là hôm nay là gì chưa? Hôm nay là gì à? Biết là nếu mà đúng lý do chính thức là hôm nay là anh em gặp nhau. Tại vì sắp tới là mình về nước thì anh em lần đầu hương đồng khói thì gặp nhau, giao lưu thì và chào nhau khi đang ở Nhật. Chúc mọi người ở lại sức khỏe, công tác tốt, mọi điều may mắn thuận lợi. Rồi, cảm ơn anh nhé. Rồi. Và chúc anh cũng vậy nhé. Anh quay cho em chứ. Mình bảo chết, về Việt Nam anh em mình tụ họp một trận. Hào tôi nhìn thế này nhưng mà có ai hô hô nhiều lắm. Nhìn tối mà không ra chỗ được. Anh quỷ thú tí. Khó nhỉ. Tự nhiên bảo hô khó lắm. Thôi quyết thì hô được rồi. Thì hô bình thường thôi được. Hô như kiểu là con ông ấy. Anh em ơi. Ơi. Anh em ơi. Ơi. Nhỏ lắm. To lên. Vừa vừa vừa. Anh em ơi. Ơi. Yo. Hai ba. Yo. Hai ba. Ủa. Chào hết luôn à? Chào hết luôn. Chào. Uống hết. Này nói rồi. Lại đi. À thôi. thôi. Mà còn cái câu mà cắt trích sổ sườn là của quê ông nào? Bích nhảy. Ai mua cá nào mua? Cá tích ca thêm cả bu mới về, ai mua cá đâu mà mua. Ai mua cá đây là mấy bà hay gánh từ nhà mua để bán á. Đó, chuẩn luôn á. Ở chỗ nhà em thế đây, mỏi ơi. Mỏi đi, mỏi, mỏi là muối á, bài muối đi. Ờ nên đặc trưng của vùng. Còn gì chị Thanh nhỉ? Ai ghẹ 45 kia đây. Ai ghẹ 45 kia đây. 200.000 một cân đâu, như 250 rồi. 250 một cân đi. Rẻ. 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 Hết hey, đấy gì? Em về anh xin cái danh sách đội mẫu em thì còn đi họp trung tướng nhá. Đúng á. Nghiêm như nhá, nhớ không. Nhá.
đắng bao lúc ta xung vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi vẫn đẹp. Chưa về chưa? Về chứ, chưa về chứ. Về chứ ta ôm nhỏ bắt ra. Thành lưu luyến á. Phải ra đây về cô ấy nhá, ông về trước rồi thì thôi. Đấy được nhá. Quay đây, xin được bá rồi chẳng. Ôi anh em về thôi. Đây. Đây.